cái mặt của mày tao thấy nó cũng tối thật đấy. Thế nhưng mà nó không tối bằng cái khuôn của tao. Cho nên là mày chắc chắn không phải là con của tao rồi. Cái sao đấy hơi khó lộn đấy. Ông lại cứ coi thường khả năng của tôi. Được, vậy thì đếm tiền đi. Em, dạ. Thế đám cưới của chúng mình, nhà em định tổ chức bao nhiêu mâm? Chắc khoảng 5-60 mâm. 5-60 mâm? Em tính lại đi, xem đã đủ chưa? À, đấy là chưa tính người yêu cũ. Đấy mày, anh biết ngay mày. À thì, tại người yêu cũ em nó cũng ít. Em mời có 5-6 mâm thôi cho nên là em không muốn nói. Ủa ơi Linh ơi, 5-6 mâm à? 5-60-40. 40 thằng người yêu cũ này thì còn gì là người nữa. Được rồi, đã thế anh sẽ bớt 5 mâm người yêu cũ của anh đi để mời 5 mâm người yêu cũ của em. Anh mời người yêu cũ em làm gì? Liên quan gì? Sao lại không liên quan? Chúng nó mắc một cái tội rất lớn, đấy là ăn trước anh. Hôm đấy anh sẽ cho chúng nó ăn sau anh. Thậm chí là ăn lại để cho chúng nó cay ý mày. Này, anh mới là người ăn lại á. Không, anh là người may mắn khi anh lấy được em. Còn chúng nó chỉ chén được em thôi. Không, em nghĩ là bọn mình nên chuyển chủ đề đi anh ạ. Thôi được rồi, bỏ qua chúng nó đi. Vâng. Em này. Dạ. Không biết cưới nhau nó có phức tạp không nhỉ? Anh cứ thấy nhiều thủ tục nó cứ loằng ngoằng kiểu gì. Có gì đâu mà loằng ngoằng, chỉ cần ra phường đăng ký là xong mà. Đấy, anh ngại nhất là cái khoản lên phường, nhiều thủ tục. Hay là bây giờ mình không đăng ký, cứ thế cưới có được? Anh Hâm à, không đăng ký thì ai công nhận cho? Đúng nhỉ, thôi được rồi. Thì để bây giờ anh đưa em lên phường đăng ký cho xong đi. Ô, máu thế, đi luôn à? Đi luôn chứ còn gì nữa. Cưới vợ là phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày bố mẹ không cho. Đi, anh em đi luôn đi. Đi, à, nhưng mà không được. Hình như hôm nay chủ nhật, thôi để sáng mai anh đưa em lên phường đăng ký luôn nhé. Chán thế, cố thích cả hứng. Mất hướng này ta bày hướng khác. Đi, anh với em đi tìm hướng. Đi đi. Này. Dạ. Thế cậu làm gì mà 2 tiếng rồi chưa đọc xong tờ khai là thế nào? Dạ thưa cán bộ, theo cái quan điểm của cá nhân em thì cái mẫu khai này nó rất là loằng ngoằng, nó đòi hỏi rất là nhiều thông tin cá nhân, cho nên là em đề nghị cán bộ là phải cải cách cái mẫu này đi, nó mới phù hợp được. Thế theo cậu chỗ nào chưa phù hợp? Đấy, ví dụ như cái chỗ này và còn nhiều chỗ khác nữa. Em vẫn chưa biết là em điền tên em vào đâu. Đây là tờ khai đăng ký kết hôn này. À vâng, thế chả nhẽ này khai tử bên nữ và bên nam? Dạ vâng. Cứ bên nam thì cậu điền thông tin của cậu vào. Thế em điền tên em hay là tên anh ạ? Thế cậu lấy vợ hay tôi lấy vợ? Thì đương nhiên là em lấy rồi. Lấy thì điền vào. Tức là em điền tên em vào bên nam đúng không? Điền tên em vào bên nam ấy. Thế sao cán bộ không nói sớm là em mất thời gian từ sáng giờ? Cậu đi đăng ký kết hôn, sao đi một mình đấy? Vợ đâu? Thú thật với anh là em lên đây là cũng để học hỏi kinh nghiệm thôi. Chứ tháng sau mới cưới anh ạ. Thế mà cậu làm như là ngày mai cưới không bằng ấy. Thôi đi về đây, để người khác còn vào làm thủ tục. Dạ vâng. Em chào cán bộ. Người tiếp theo. Dạ, em chào cán bộ ạ. Loại ly hôn à? Ăn đủ. Không, bọn em đến đăng ký kết hôn ạ. Vâng. Đi rõ thủ tục chưa? Dạ, em chưa. Ê, tờ khai đây. Lấy bút đây thì vào. Khai à? Em ơi, không phải là anh trọng nam khinh nữ. Anh nhường em điền trước nhé. Ôi giời, mới việc viết mà phải đồn đẩy. Bây giờ em viết cái của em, xong tí nữa anh tự viết cái của anh rồi ký nhá. Được, được. Sắp có vợ rồi. Mày làm cái gì? Rút kinh nghiệm tí mà. Đi ra ngoài. Cậu kia chưa về đi, đứng đây làm gì? Dạ, cán bộ cứ để em rút kinh nghiệm thì em không làm ảnh hưởng đến ai đâu. Rồi, đến lượt anh ấy, điền nốt đi. Anh nghe điện thì nhá. Ông làm cái gì đấy? Tôi thấy
cái này của ông có chữ này, cái này của tôi không có chữ, tôi hơi cay. Ờ, cái này là vợ tôi viết. Thế ông cũng đi đăng ký kết hôn à? À đúng rồi. Ồ, ôi, thế, thế ngồi đây, tôi nhờ tí, may quá. Tôi là tôi nghiên cứu cái này 2 tiếng rồi, tôi biết hết rồi, ông hỏi tay ga đây. Ôi, may quá, tôi nàng không biết viết thế nào. Nhà đang có việc rất là gấp. Ấy, làm gì có việc gì quan trọng hơn việc đại sự của chúng mình. Ở đây làm xong đã thì về. Không được, nhưng mà em phải về ngay. Dạ, thưa cán bộ, thông tin của em đã điền xong rồi. Bây giờ cán bộ ưu tiên giúp em cho chồng em ghi nốt bên này xong rồi giải quyết giúp em nhé. Thôi được rồi, để tính anh chị kết hôn lần đầu. Nhà có việc bận, tôi sẽ chăm chút ưu tiên. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Anh ở lại làm nốt nhá, em về trước đây. Ờ, thì về trước đi. Đi cẩn thận nhá, tí nữa anh về. Đây này ông, chỗ này tôi không biết là mình điền cái gì ở đây nữa. Ôi dốt thế, đi ra đây tôi hướng dẫn. Đây, đây, làm đây các bạn. Chỗ này, đâu lòng thấy ông vướng mắc chỗ nào? Tôi thì tôi không vướng mắc chỗ nào cả, nhưng mà mắt tôi bây giờ nó kém, không nhìn được mà viết. Ông viết giúp tôi đi. À, tức là tôi khai hộ ông thì đúng rồi. Rõ dễ thế thôi. Cái việc khai thì tôi không ngại. Thế nhưng mà tôi nhớ mang máng là ở trong cái tờ này, tôi nhớ là nó có cái mục là hoạt động trước năm 45 và sau năm 45. Thế trước năm 45 ông làm cái gì, ông có nhớ không? Trước năm 45 à? Thế vừa rồi bán mấy đứa con, chị có được nhiều tiền không? Ôi, tôi khổ lắm, có sung sướng gì đâu. Đẻ rõ lắm ra chả có cái mà ăn. Phải bán bớt chúng nó đi, đến nhà người ta thì may ra có củ khoai, củ sắn để mà ăn. Rõ khổ chưa? Thế biết thế còn đẻ lắm làm cái gì hả? Em có muốn thế đâu. Cứ mỗi lần mở mồm kêu khổ, thằng chồng em nó lại hỏi thế con muốn sướng không? Ấy buột miệng kêu có một cái, thế là lại thêm đứa nữa. Thế cái lúc sướng ấy, thì ai sướng cho? Nói như bác ấy, thì làm sao mà có lịch sử cho bọn trẻ con nó học? Mà sao bác phải bán cả chó đi thế? Ờ thì chả là tôi với nó cũng có đủ ăn đâu. Bán nó đi cũng buồn lắm. Chả có đứa nào tâm sự bầu bạn cả. Ô, tôi đang ở đâu thế? Chỗ sao lạ thế nhỉ? À kia rồi. Ôi, lão Hạc phải không? Ô, chị Dậu này. Thế mày nhìn tao vẫn chưa giống Hạc mà mày còn hỏi. Chỉ có Hạc nó mới gầy thế này thôi. À vâng, thế thì đúng người cháu cần tìm rồi. Lão cho hỏi. Thôi thôi, tao hết chó để bán rồi. Không, cháu không có nhu cầu mua chó. Cháu muốn hỏi lão là... Thôi, mày không phải cãi nữa. Ôi kìa. Mà tao nghe nói tới đây nhà nước cấm ăn thịt chó đấy. Thế mày bỏ nghề đi mà làm người con ạ. Không phải thế. Ôi kìa chị Dậu cho. Ê, tao cũng hết con để bán rồi. Đi chỗ khác hỏi. Mà mày nhìn xem, mày có giống cái thằng nào ở trong cái làng này không? Đầu tóc tai quần áo thì... Ấy, hai người hiểu lầm ý cháu rồi. Nên cháu muốn hỏi lão Hạc, lão có biết cháu không? Nhìn mày lạ lắm, lão chịu thôi. Thế trong làng này có đứa nào tên là Quang Líp không hả lão Hạc? Không có đâu con ạ. Có. Lão Hạc thử nhớ, cố nhớ lại xem mấy cái thằng mua chó nhà lão ấy, có thằng nào tên là Quang Líp không? Ôi trời ơi con ơi. Ui, sao thế? Mày đừng nhắc đến con chó vàng nữa. Nhìn cái mặt mày, tao lại nhớ nó quá. Ê, gương mặt người ta giải trí thế này, lão lại bảo giống con chó vàng của lão. Cháu không nói chuyện với lão nữa. Chị Gà, à, chị Dậu. Này, không được xuyên tạc lịch sử nhá. Hả? Tao tên là Dậu, không phải là Gà. À vâng, cho em hỏi, trong cái đám con mà chị bán ấy, có đứa nào tên là Quang Líp không? Mấy đứa con ta đẻ ra, ta còn chưa kịp đặt tên cho đứa nào, mà ta đã phải bán hết đi rồi. Khổ thế cơ. Thế nhưng mà chị cứ thử nhớ kỹ lại xem
xem nó có một chi tiết nào nhỏ thôi cũng được, nó giống em không? Cái mặt của mày tao thấy nó cũng tối thật đấy. Thế nhưng mà nó không tối bằng cái khuôn của tao. Cho nên là mày chắc chắn không phải là con của tao rồi. Dạ. Quả đúng như lời đồn con ạ. Sao thế ạ? Tao thấy nó cũng tối thật đấy. Cả lão hạc. Nhưng mà cái mặt của mày ấy, nó chưa đủ tuổi, chưa đủ độ tối để so sánh với cái khuôn của nó. Nó phải là cuộc đời của tao đây này, nó mới đủ tối. Thế tóm lại là cả làng này không ai biết Quang Líp đúng không ạ? Đúng rồi con ạ. Thế mà lão không nói luôn từ đầu thì để cháu về cháu còn lấy vợ. Nó khổ. Thế mày lại kêu khổ à? Thế có thích sướng không? Chị nói chẳng đúng lúc gì. Cả làng còn đang chết đói, muốn sướng chả có sức mà sướng. Thế mày ngồi đây đã thấy đói chưa? Con cũng thấy hơi đói đói rồi của. May quá, tao vừa mới mua ít bả chó. Thế mày dùng cùng tao nhá. Ấy, thôi, ngồi đây khung cảnh nó đẹp thế này, để mời lão Hạc với chị Dậu cùng dùng đi cho nó sung sướng. Mày nói linh tinh cái gì đây? Tao không còn sức để mà đẻ nữa đâu. Cái thằng này, mày nói thế thì hỏng hết cả lịch sử chứ còn gì nữa. À, thế thì con nghĩ là cụ Hạc nên dùng một mình đi cho lịch sử nó đỡ thay đổi. Thay đổi cái tên chơi nhà mày. Nhanh lên để còn nộp chứ lị. À, tôi biết rồi, trước năm 45 tôi vẫn chưa sinh. Thôi chết mẹ. Thế còn sau năm 45 thì sao? Thì là bây giờ đấy. Nhưng mà theo tôi thế này. Sao? Nếu mà cán bộ có hỏi thì mình mới khai, còn không thì ngu gì mà khai. Thôi được rồi, bây giờ tôi viết cho ông nhắc. Alo, em à. Anh đang đơn ghi rồi, gần xong rồi. Thế nào, ở nhà có việc gì? Cứ giải quyết đi, muốn lắm nữa anh về. Bên Nam ở nhà. Tức là em điền tên em vào bên Nam đúng không? Điền tên em vào bên Nam ấy. Cán bộ dặn là cứ bên Nam điền tên mình vào. Được. Chuyện đại sự em cứ giao cho anh là đúng rồi. Yên tâm nhé. Đấy, rõ ràng rành mạch rồi nhá. Ôi, cảm ơn ông nhé. Cưới tôi nhớ đến nhá. Chắc chắn rồi. Thôi ông mang đi nộp đi. Tôi mang đi nộp. Thế là có kinh nghiệm đăng ký kết hôn rồi. Ít nhất thì mình cũng viết được cái đơn, tự tin với cả người yêu. Thôi đi về nào. Cán bộ làm ăn kiểu gì thế này? Tại sao vợ em lại kết hôn với cái thằng biến nào đây? Cô ngồi xuống. Vâng, cán bộ giải thích đi. Làm ăn thế này chết chứ. Tôi tên gì? Em tên Quang. Hôm trước anh khai. Em khai. Thế có chắc không? Dạ chắc. Em khai nhưng mà hôm đấy em không viết. Cho ai viết? Cái thằng mà nó đi đăng ký kết hôn cùng ngày với em, em nhờ nó viết. Đây, cậu kiểm tra lại một lần nữa đi, xem đúng tên vợ hay không, hay lại nhờ. Khả năng tay này đang chơi mình. Mình không thể để hắn biết mình không biết chữ được. Hóa ra thanh niên này không biết chữ. Chuyện đại sự như này mà lại đi nhờ người khác. Mình phải cho một bài học mới được. Mà hôm trước tự tay vợ mình điền sai thế nào cả. Dạ, đúng rồi cán bộ ạ. Đây đúng tên vợ em rồi. Cậu về tìm lại ngay cái người hôm trước ấy, đã viết đơn giúp cậu ấy. Bắt họ ly hôn với vợ cậu đi. Sau đó quay lại đây, tôi sẽ làm thủ tục đăng ký kết hôn mới. Ôi trời ơi, cán bộ ơi, khổ thân vợ em. Chưa cưới được ngày nào đã phải ly hôn. Thằng này, em hơi bị cay nó đấy. Em xin phép cán bộ, em đi tìm ngay thằng này. Trong hồn dạ. Kìa, Nhung, sao em cứ giận dỗi anh linh tinh thế nhở? Em phải từ từ nghe anh giải thích đã chứ. Không phải giải thích gì hết, anh phải có nhận cái thai của em. Thì anh có bảo là anh không có trách nhiệm đâu mà em cứ sồn lên như là tại bị đi. Chó dồn. Em phải nghe anh nói đã chứ. Thế hôm trước anh lên phường đăng ký kết hôn với con nào? Thì anh lên để hỏi thủ tục đăng ký kết hôn với em chứ. Chả nhẽ anh đăng ký kết hôn với mẹ anh à? Thế sao không rủ em đi cùng mà lại đi một mình? Thì đã bảo là phải đi tìm hiểu trước.
mình sau này lên đấy cho nó đỡ bỡ ngỡ. Anh lo xa thế, em chả thương anh thì thôi này, còn giận anh. Thật không ai? Anh thề với em luôn, bao nhiêu năm nay rồi yêu nhau em còn lạ gì anh nữa. Tôi mà biết anh lén phém với con nào thì anh chết với tôi. Anh biết rồi mà, cho anh xin lỗi nhá. Anh không cần phải giỏi toán, nhưng em phải biết tính em. Biết chưa, hả? Khổ quá, anh biết rồi. Này, bỏ ra. À đây rồi, đúng ông rồi. Tôi tìm ông mãi mấy ngày hôm nay. Ông này là ai đấy? Ông tìm tôi làm gì? Không cần biết, bây giờ theo tôi lên phường. Cái ông này, đây là chồng tôi mà ông lôi đâu? Tôi cắn răng cắn cỏ tôi lệ ông. Ông lên phường, ông ly hôn người yêu tôi hộ tôi cái. Để tôi còn cưới. Người yêu nào? Người yêu tôi chứ người yêu nào nữa. Anh Tiến, chuyện này như thế nào? Em bình tĩnh đã, đừng nghe thằng này nó nói linh tinh, nó bị thần kinh đấy. Này, không giải thích gì hết. Nhìn cái mặt mũi sáng sủa cũng đến nỗi nào đâu. Vợ đẹp thế này lại còn cố đấm ăn xôi, lại còn đi kết hôn với người khác, bị lấy thêm vợ nữa à? Này, tôi nói cho ông biết nhá, nói phải có sách, mách phải có chứng nhá. Sách chứng cái gì? Ở trên phường giấy trắng mực đen kia kìa. Rồi, bây giờ người ta không cho tôi lấy vợ cũng chỉ vì ông nữa. Thôi, ông đi về đi để tôi còn giải quyết chuyện với người yêu tôi, để hôm sau tính nhá. Không được đi. Ông phải giải quyết ngay hôm nay để tôi còn lấy vợ. Hay là ông định bắt cá hai tay nữa? Ôi, em ơi, em đừng nghe nó nói. Thằng này nó nói láo đấy. Anh là đồ khốn nạn. Hóa ra chuyện hôm trước lên phường kết hôn là có thật. Vậy mà anh còn lừa dối hai mẹ con tôi. Khổ quá, anh có lừa dối gì em đâu. Trong lòng anh là chỉ có hai người à? Hai người nào? Tức là chỉ có hai mẹ con em thôi. Em phải tin anh chứ. Tôi thật thất vọng về anh. Từ giờ anh đừng gặp hai mẹ con tôi nữa. Ơ kìa, Nhung, em nghĩ lại rồi à? Chặt túi đây. Ui này, định chạy à? Đi theo tôi, lên phường ly hôn đi. Này, ông có biết là ông vừa phá hoại hạnh phúc gia đình tôi không? Vợ con tôi nó bỏ đi rồi đấy. Ông hài lòng chưa? Chính mày mới là thằng phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nhá. Ít ra mày còn có vợ này mà bỏ đi. Còn tao đấy chỉ vì mày mà tao không lấy được vợ chứ. Tao cay mày lắm rồi này. Tôi mới là cái thằng cay mày nhá. Tao hích cay ông ấy. Này nhá, đã thế nhá, tao lấy luôn vợ mày nhá. Tao không ly hôn nữa, cho mày cay luôn. À thằng chó, mày đứng im. Mày làm sao? Mày vào đi. Mày vào đi. Mày vào đi. Mày vào đi. Mày vào trước đi. Mày vào trước đi. Đã, ông khô máu với mày. Tao cũng không sợ mày đâu. Đó. Anh Quang! Kìa Linh, em đi làm gì? Anh không lên phường mà làm đăng ký kết hôn đi. Lại còn có thời gian ở đây vật nhau với người ta à? Ôi trời em ơi, anh cũng muốn lắm. Nhưng tại cái thằng chết bầm này này, nó làm anh không lấy được em. Sao lại thế? Chả là hôm trước lên phường đăng ký kết hôn, em bỏ về trước ấy, anh nhờ nó ký hộ anh. Thế mà nó ký luôn tên của nó vào. Để bây giờ nó mới là chồng của em. Trời ơi, việc quan trọng như thế, tại sao anh lại để cho người khác làm? Hóa ra đây là vợ ông à? Chứ còn gì nữa. Này anh bạn, tôi nói cho anh biết là tôi vẫn giữ nguyên quan điểm. Tôi không ly hôn. Mày cái nhà anh này, tôi quen biết gì anh mà anh đòi kết hôn với tôi? Này anh không cần biết nhá. Cái đó đã có cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép cho anh được là chồng hợp pháp của em rồi. Thế thôi. Thằng này, mày định vẫn cố đấm ăn xôi à? Này, tôi nói cho ông biết nhá, bút xa thì gà chết nhá. Giờ em đã là vợ của anh. Cho nói lại. À, đây mới là vợ của tôi. Lúc nãy do tôi nhầm thôi. Nhầm gì mà nhầm? Muốn lấy người ta đúng không? Dạ vâng. À, dạ không ạ. Anh nhầm. Anh đã bảo anh nhầm rồi. Mày lại còn cãi à? Đúng là cái đồ cố đấm ăn xôi. Thấy vợ người ta xinh lao mãi vào. Thôi được rồi, anh bạn cứ bình tĩnh đã. Thế bây giờ lên phường để ly hôn nhá. Nhưng mà tôi hỏi thật này, thế anh không biết chữ à mà anh phải nhờ tôi viết? Thế tao biết chữ, tao còn nhờ mày để làm cái gì? Anh mà nói cái gì á? À không, ý anh là chữ anh nó hơi xấu, anh nhờ nó viết hộ. Thôi, hai vợ chồng thông cảm. Thú thực với hai vợ chồng là trong cái sự nghiệp đi học của tôi biết viết mỗi tên tôi thôi. Nên lúc đấy tôi cứ điền vào, chứ cũng không có ý gì đâu. Thấy chưa? Biết cái tác hại của việc không biết chữ chưa?
tác hại đầu thì chưa thấy, nhưng mà anh thấy có lợi. Tự nhiên lấy được hai vợ. Cái gì á? Lại thấy hai vợ này. Đúng là cái thằng khôn lỏi mà. Lợi như mày tạo muốn. Anh nói cái gì á? Lại tát nữa rồi. Đi vào khẩn trương. Anh biết rồi, đi. Chờ anh đi. Em này, thực sự là anh cũng rất lấy làm tiếc khi phải ly hôn với em. Thế nhưng mà chắc là tại anh hơi đen. Mày lại muốn ăn đòn nữa đúng không? Thế mày có định lấy vợ nữa không? Tao lại không ly hôn bây giờ. Cái gì? Có ly hôn không? Dạ, có. Đi và chết chưa? Còn anh nữa? Hả? Đã biết tác hại của việc ít chữa lại còn giấu dốt chưa? Thôi anh biết rồi, anh xin lỗi. Để thằng kia nó ly hôn xong, anh với em làm đám cưới nhé. Không, tôi đổi ý rồi. Ô, sao? Em đổi ý sao? Tôi quyết định không ly hôn nữa. À đủ. Ô kìa, Linh. Mời hai vợ chồng uống nước. Dạo này tôi bận quá, hôm nay mới có thời gian hẹn hai vợ chồng ra đây được. Chắc là có việc gì quan trọng lắm, ông mới gọi tôi gấp gáp như vậy. Ông nói đi. Thực ra chuyện cũng không có gì to tát lắm, nhưng thực sự tôi rất cần sự giúp đỡ của ông. Bạn bè chơi với nhau bao nhiêu năm, có việc gì ông cứ nói thẳng ra đi. Đúng rồi đấy, anh Tiến cứ khách sáo làm gì. Biết nói thế nào cho ông hiểu. Thực ra chuyện này nó cũng rất tế nhị. Có gì ông thông cảm cho tôi nhé. Sao ông cứ vòng vo mãi thế nhỉ? Có chuyện gì nói luôn đi. Thế này Long ạ, thực ra hôm nay tôi hẹn ông đến đây chỉ là hẹn chơi chơi thôi. Nhưng không ngờ ông đến thật, lại còn mang cả vợ đi nữa. Tôi rất bất ngờ và cảm kích vô cùng. Ông đùa tôi đấy ạ. Bạn em buồn cười thật. Nhà thì đang bao nhiêu cả việc, hẹn chơi chơi là thế nào? Ấy, ông cứ bình tĩnh. Thực ra đối với địa vị của ông trong xã hội bây giờ, sự hiện diện của ông và vợ ông là một niềm vinh hạnh đối với tôi. Tôi cảm thấy mình thực sự may mắn. Thôi, có việc gì ông nói luôn đi. Tôi đang rất là vội đấy. Thực ra hôm nay tôi có hẹn một đối tác đến đây, rất quan trọng. Đối tác của ông thì liên quan gì đến tôi? Có chứ. Bởi vì tôi biết chắc chắn với khả năng hiện tại của ông, ông thừa sức có thể thanh toán chỗ nước này. Ông định mang tình cảm của anh em bao nhiêu năm ra làm trò đùa đấy à? Hả? Đi về không? Ấy chết, hai vợ chồng cứ bình tĩnh đã. Ông thừa hiểu luật giang hồ rồi còn gì. Nước đã uống rồi, làm sao mà bỏ về được, đi không trả tiền mà lại còn đi hai người. Ông này long dòng thế không biết. Bạn anh cái kiểu gì đấy. Tao chịu mày đấy. Ngày xưa đã đành, bây giờ doanh nhân thành đạt rồi, vẫn không bỏ được cái tính lòm dòm nữa. Hai vợ chồng cứ bình tĩnh đi. Thực ra anh với Long là chỗ bạn thân ngày xưa, nên anh mới thẳng thắn như vậy. Còn đối với người ngoài, hoặc những lần anh đi tiếp khách, không bao giờ anh phải nói cả. Anh toàn bỏ về trước thôi. Đùa đâu. Em chưa gặp ai như anh á. Này, anh ơi, mình trốn về trước đi. Không ông ấy trốn về trước đấy. Mình uống có 2 cốc mà phải trả tiền 3 cốc. Ngu gì mà trả. Đi. Em cứ bình tĩnh. Anh lạ gì cái tính cái thằng này. Mình cứ cứng một tí. Kiểu gì nó chả gọi thêm người. Ông cũng cao tay đấy. Alo, bạn đến chưa? Ok, lên tầng 2 nhá. Tôi bảo này, đối tác của tôi sắp đến rồi. Mình sang bàn mới uống nhá. Gọi thêm một loạt nước nữa, uống cho nó lại nhá. Anh hợp lý đấy, đi đi thôi. Đi rồi. À, để em uống nước cốc nước này đã rồi đi. Mình đến hơi muộn chút. Chào anh. Xin chào. Giới thiệu với hai vợ chồng, đây là đối tác của tôi, nghệ sĩ Quang Líp ở đoàn xiếc, chuyên gia biểu diễn các tiết mục lộn xào. Anh giỏi thế, nhìn người gầy gầy kia mà lộn được cả xào á. Chả giấu gì các anh chị, đó cũng là chuyên ngành của tôi thôi. Tôi có thể lộn được tất cả các loại xào. Lộn xào lớn, lộn xào bé, lộn xào dài, lộn xào ngắn. Lộn tất cả các loại xào, nói chung là xào nào tôi cũng lộn được. Anh thì lại chém gió, em không tin. Em không tin, em đưa xào này anh lộn cho em xem. Vợ tôi đấy, xào này không lộn được đâu. Ôi chết, xin lỗi anh bạn, hình như tôi lộn nhầm xào. Anh, hãy cho lộn thử đi. Nó thích lộn thử không? Em nói dơ vẩn mà. Thôi 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 thôi,
chúng ta bỏ qua mấy chuyện lộn xào đi. Và việc chính đây này. Thôi, thế để lúc khác lộn đi, vì tôi cũng đang rất bận. Giới thiệu với nghệ sĩ Quang Líp, đây là vợ chồng ông trùm Long Đen, một người rất có tiếng nói trong xã hội, rất phù hợp để chúng ta có thể hợp tác cho việc làm ăn sắp tới. Rất hân hạnh được làm quen với anh chị. Ý lộn, bắt tay chị trước. Cảm ơn ông anh. Hay lộn quá đấy. Thì đúng chuyên ngành của tôi mà. Giới thiệu với mọi người, chúng ta còn một nhân vật hết sức đặc biệt nữa. Alo, bạn vào đi nhá, tầng 2. Nhân vật này là phó giám đốc của tôi, cũng là bạn thân của tôi với Long Đen từ nhỏ. Lại Vicky Nhung gì? Sao ông biết? Đây vào đây bạn ơi. Xin chào cả nhà. Đây đây, em ngồi đây để anh lấy ghế. Cảm ơn anh nhá. Người đâu mà đẹp trai thế, còn ga lăng nữa. Đấy là anh còn chưa ga đấy. Anh mà ga nó còn lăng nữa cơ. Cái sào đấy hơi khó lộn đấy. Ông lại cứ coi thường khả năng của tôi. Tôi nhìn cái sào này là tôi thích lộn rồi đấy. Thế hả? Thế hôm nào anh lộn cho em xem nhá. Lộn ngay có được không? Nợ. Nhung này, đây là anh Quang, đối tác rất quan trọng sắp tới của chúng ta. Tôi sẽ giao cho bạn trực tiếp làm việc với anh Quang. Có vấn đề gì không hiểu, bạn cứ nói với tôi sẽ hướng dẫn bạn. Các bạn có vừa nghe gì không? À, có. Thế nhưng mà vừa nói cái gì đấy? Chưa gì đã thả thính rồi. Nhìn chị xinh thật đấy, ước gì em được xinh như chị. Em cứ quá khen. Người đâu mà mịn màng, nhẹ nhàng thế. Thôi, vào đường chính đi. Nhung này, tôi đang định rủ vợ chồng Long Đen tham gia cùng. Ý bạn thấy sao? Ôi, được thế còn gì bằng nữa. Có miếng ngon thì chia cho bạn là đúng rồi. Thế nhưng mà làm cái gì đấy nhỉ? Cái dự án này nó mang tầm cỡ rất là vĩ mô và xuất phát từ nguyện vọng của nghệ sĩ Quang Líp. Có thể để cho anh Quang Líp tự trao đổi với bạn. Thưa các anh chị, đặc biệt là thưa em đây, qua thời gian trải nghiệm bộ môn lộn xào của tôi thấy các bạn trẻ hiện nay lộn xào nó chưa đúng cách. Các bạn cứ bạ đâu các bạn lộn ở đấy. Tôi muốn các bạn trẻ bây giờ, và đặc biệt là các anh, các chị, và đặc biệt là em đây, mình phải lộn xào thật chuyên nghiệp. Lộn làm sao mà đừng để xào nó lộn lại. Hiểu chưa? Hình như mình hơi quá. Tôi thấy nó mông lung lắm. Ông thử nói xem nào. Đúng rồi, cứ phải lộn thử mới biết được. Được cái gì mà nói. Nói ngắn gọn, nó là như thế này. Vợ chồng nhà Long Đen sẽ phụ trách công tác tìm địa điểm và liên hệ để mở trung tâm. Nghệ sĩ Quang Líp đây sẽ chịu trách nhiệm về công tác giảng dạy. Thế còn ông làm gì? Tôi là cổ đông chính. Và nếu có duyên, tôi cũng trở thành một học viên trong bộ môn lộn xào. Cái này thì vợ chồng em làm được. Nhưng mà anh đi học, nhớ rủ em với nhá. Đấy, ý chính của tôi thì cũng chỉ là như thế thôi. Em có hiểu không? Nỡm ạ. Được hợp tác với trai đẹp còn gì bằng. Chết rồi, sét đánh mất rồi. Này, về trước đi. Tôi mọi chuyện cứ thế nhá. Tôi có việc phải đi trước. Mọi người ngồi sau nhá. Mọi người ngồi sau nhá. Ấy. Hai vợ chồng cứ bình tĩnh đã. Ngồi xuống. Nghe tôi nói đã. Ngồi xuống, ngồi xuống. Có chuyện gì ông nói luôn đi xem nào. À thì chả là tèo. Alo bố ạ. Vâng, con về ngay. Tôi về trước rồi. Thôi, mình đi về luôn. Okay. Mọi người đâu hết cả rồi. Mà thôi, kệ đi. Mình càng có thời gian ở với nhau hơn. Thì cho anh hỏi, Vicky Nhung đã có bạn trai chưa? Chưa. Ôi trời ơi, chưa hả? Chưa.
nhỉ. Thế anh có bạn trai chưa? À, anh có bạn gái chưa? Chưa. Thế hay là mình tan với nhau nhá. Thế là xong rồi à? Xong tan. Alo, tôi đây. Ông Tiến đấy à? Ông xem thế nào, bố trí cho tôi bà phó của ông đi. Tôi kết nổ đĩa luôn rồi đây này. Việc này khó đấy ông ạ. Ngay đến bản thân tôi còn đang rất bế tắc và chưa tìm được lối thoát. Tôi không chắc giúp được ông đâu. Hay ông định giữ ăn mảnh một mình đấy? Ừ, không được đâu. Ông làm sao thế nhỉ? Nếu như ông ở đây, tôi cho ông ăn luôn. Bao năm sống nước ngoài chả thích ai, chả hiểu sao về nhà lại trúng gió. Tôi với Nhung từ nhỏ đã chơi cùng nhau, đến khi làm đồng nghiệp bao nhiêu năm, tôi còn không dám động vào người nó. Tôi khuyên ông nên tránh xa nó ra. Thôi cứ thế đi, tôi quyết rồi. Tôi nói thế mà ông không hiểu à? Tùy ông đấy. Đấy cứ gọi. Alo, Vicky Nhung à? Tối nay đi chơi cùng anh nhá. Ừ, phải thế chứ. Để anh làm viên rocket cho nó sung ấy mà. Nào, vào đây. Em đã rồi, em gì từ từ đã chứ. Thế nhưng mà còn không chịu được. Được rồi, bình tĩnh. Cẩn thận, chưa đi đến chợ đã rơi mất tiền rồi. Em yên tâm, hôm nay anh đã mua rocket 1 giờ. Người đang phừng phức phừng phức đây này. Thôi được rồi, khi nào đi tắm nào. Khoan, để anh ra khóa cửa, không mấy thằng bạn anh vào phá chết. Ok. Được rồi, đi, không ai làm phiền mình nữa đâu. Đây, ngồi đây. Em ngồi đây. Ừ, thế để ngồi đây đi. Ừ. Ngồi đây đợi anh đi tắm lại nhé. Ừ. Máu lắm rồi. Không chịu được nữa rồi. Alo. Được rồi, chị biết rồi. Anh đâu anh? Em vừa gọi thêm đồ gì à? Em không. Ừ. Sao anh vừa nghe thấy con trai mà? Con trai nào? Ừ. Không phải. Đợi tí nhá. Đáng mong cũng tưởng thằng nào cũng làm phiền. Lâu thế. Anh làm gì đấy? Xong chưa? Nhìn lên. Sao anh nghe cứ như là phòng này có tiếng đàn ông thế nhỉ? Chết rồi, hay là phòng này có ma? Em ơi, đừng dọa anh. Hay là anh dùng rocket quá liều đấy? Thì chết. Mình bị làm sao thế nhỉ? Hay là có ma? À, mà không. Nhà nghỉ khách sạn thì mỗi ngày kiểu gì trong cuộc hàng triệu sinh linh nó bỏ mạng ở đây. Mình cũng sắp bỏ mấy trăm sinh linh. Không sao. Đây đây, anh xong rồi đây. Làm gì mà rất là lâu. Để đi đợi. Nào, đi ngồi ra đây. Anh máu lắm rồi. Uống cái một giờ chưa đấy? Anh uống xong anh mới đến. Bây giờ hực lắm rồi. Thấy không? Khoan đã. Thằng nào ấy? Ơ kìa, anh đi đâu đấy? Ơ, thằng nào đâu nhỉ? Anh làm gì đấy? Phòng này có ma. Nào, mất cả hứng nè. Anh làm sao thế? Hay là phòng này có ma thật nhỉ? Hay là mình đổi phòng đi. Ừ, anh được mấy phút mà đổi đi đổi lại làm gì. Thôi tiếp tục nhé. Nào, làm tới đi. Nhưng mà anh thấy nó cứ sao sao ấy. Sao thế? Những cái chuyện tâm linh như thế này, anh thấy nó cứ sao sao. Sao là sao? Không được. Ủa, cái gì đây?
cái điện thoại mà. Điện thoại gì mà lạ nữa. iPhone 18 à? iPhone mới anh ạ. Nào, anh làm tới đi. Nào. Nhưng mà em có mang ba con sâu quên. Có đây, con sâu đây. Thế mà còn bảo sớm rõ rẽ. Ủa, thằng Long với thằng Tiến làm gì mà em thần tượng nó ghê đấy. Biết ảnh trong ví nữa. Ơ, bạn thân em mà. Bạn thân à? Ờ mà đúng rồi. Ơ, thế còn thằng này? À, anh trai em đúng không? Anh thông minh thế, rõ rễ thế mà không biết. Giống như lột thế này. Anh có thấy đẹp trai không? Ừ, đẹp trai. Em xinh gái này, anh trai đẹp trai đúng rồi. Anh có thấy giống em không? Em ngày xưa đấy. Ý em là em là cũng có gai. Em không thích à? Anh ơi, à em anh ơi, anh tha cho em ơi, anh tha cho em ơi. Em xong rồi, em hết máu rồi. Em chưa xong. Gớm, mới có làm có tí thôi mà kêu như sắp chết ạ. Alo, Tiến à, Tiến sư nhà mày. Sao mày không nói cho tao biết nó là cu có gai hả? Đến đón tao về đi. Ôi là giời ơi, tôi đã bảo lão bao nhiêu lần rồi. Chén này thì chén, chừa đối tác ra. Đối tác nào ông cũng chén chứ. Bây giờ tôi biết làm ăn kiểu gì. Ôi ông giết tôi rồi. Nói nhiều thế, đang dắt hết cả mẹ đây này. Thôi đi về trước đây. Thôi về đây đi. Ôi Quang ơi là Quang ơi, ông lộn nhầm xả mất rồi. Chỉ này thôi chị ạ. Thế có phải trả tiền không? Wow. Ok anh. Dạ có. Bao tiền đấy? Chắc tầm 2 quả. Quả gì? À không, tầm 2 triệu ạ. Nhiều thế. Thôi rồi, tao đợi tí. Dạ vâng. Ông ngồi đợi tôi nhé. Dạ vâng. Chị cứ cho em ngồi lâu lâu tí cũng được chị ạ. Thế cậu tên gì nhỉ? Dạ, em tên Nam, biệt danh là Nam Bồ Đầu. Cậu cũng cập nhật hot trend lên nhỉ? Tao phải đang hot đấy. Chị ạ, em tuy là shipper nhưng mà lại có máu nghệ sĩ chị ạ. Quần áo nó phải phong cách một tí, nó nhận được nhiều đơn à. Đại khái thế. Ừ, hay đấy. À quên, chưa đưa cho cậu uống. À, em mời chị ạ. Cậu uống gì đấy? Chị còn giấy không ạ? Giấy á? Thôi, nhà tôi hết rồi. Thế khăn cũng được ạ. Khăn á? Lạ. Cái khăn này lau gì vậy chị?
À không, lo bàn mà. Ờ lo tạm đi. Vâng vâng vâng. Cái lo tạm. Chính là vẫn đỏ nhưng không thì chết. Công nhận đỏ. Ờ chứ hàng họ. Hàng hóa như nào nhỉ chị nhỉ? Chả giấu gì cậu. Tính tôi thì cẩn thận, để tiền trong thẻ. Dạo này trộm cắp nhiều lắm, nhất là mấy cái thằng giao hàng ấy. À nhầm, mấy thằng giao gà ấy. Cậu đợi tí nhá, để tôi gọi người mang tiền qua. Dạ vâng, một hay hai tí đều được chị ạ. Mà nhà cửa rộng rãi, thoáng mát này, chị lại ở mình ạ. Ủa giời, một mình hay hai mình quan trọng gì, quan trọng là thoải mái thôi. Thế nào nhìn chị mà em thoải mái hết cả người. Thế à? Thì cậu ngồi hưởng thụ đi nhá. Vâng, chứ cứ để tự nhiên. Không muốn. À mà chị, em vừa thấy có con chó đâu đây. À ừ, tôi ở nhà buồn, chỉ muốn con chó là bầu bạn. Ê, em hỏi thế không phải, thế chị nuôi nó là lâu chưa? Chắc là cũng lâu rồi đấy, tầm 4-5 năm gì đấy. Em có ý kiến thế này chị ạ. Bao giờ chị tuyển con mới thì nhớ cho em ứng tuyển nhé. Em tuyển Tuất. À, sao cậu lại nói thế? Không, đấy là em lo trước cho chị thôi. Chứ 3-4 năm thì chắc độ sắp chết rồi. Cậu lại buồn cười nhở. Làm người không muốn lại muốn làm chó. Chị nói thế nào? Làm chó nó có cái hay của làm chó. Làm chó nó được mó vào những cái chỗ mà thằng người nó không mó được. Ấy, cậu chưa mó còn đỏ hết cả mồm. Mó nó thì chết. Chẳng qua là em gặp may thôi. Có mùi gì nhỉ? Gặp may thì chết. À mà cậu đợi tí nhá, tôi vào nấu cơm đã, xin chú ra. Thôi, cơm nước gì, em ăn xôi thì được rồi. Ơ cậu này, lấy đâu có xôi mà ăn, ngồi đợi tí. Nhà cửa rộng rãi, xinh gái. Thế mà ở mình bố trí có khi đu đưa tí, biết đâu lại được cả trâu lẫn nghé. Thôi, có khi cứ ngủ tí, lấy sức còn ăn xôi. Chua chua nhỉ. Ông là ai ấy? Con Nhung đâu? Tay này, giọng nói thì thô lỗ, râu tóc thì bậm trợn. Chắc chắn là cái phường bất lương. Mình phải bảo vệ cô chủ nhà mới được. Mày lẩm bẩm cái gì đấy? Tao hỏi con Nhung đâu? Ông hỏi làm gì? Mà ông là ai đấy? Xin tự giới thiệu, tao Long Đen. Con Nhung nợ tiền đại ca tao, hôm nay tao đến để xin nợ. Sinh thế mà nợ tiền xã hội đen nhỉ. Quả này của mình ra tay cứu giúp, biết đâu lại mang ơn mình. Vậy là giấc mơ được cả trâu lẫn nghé của mình sẽ thành hiện thực. Thôi được rồi, mày là cái thá gì trong cái nhà này mà đòi xíu cái chuyện của tao? Nhìn tướng tá hổ báo quá nhỉ. Sao chưa nhìn thấy dai đẹp bao giờ? Hồng hào quá nhỉ. Chả hồng không. Anh Long đây à? Tôi đưa chuyện gì đấy? Cô có biết hôm nay đến hạn trả tiền rồi không? À, anh ơi, dạo này em khó khăn quá. Anh thu thu cho mày bữa nhá. Tiền để hết trong tài khoản này, không có tiền mặt. Bố em tin cái gì đấy? À, không không. Đấy nhá, nói có sách mách có chứng, có tiền không định trả. Mà cô khất bao lần rồi? Ôi anh, thỉnh thoảng em mới khất chứ, có khất liên khúc như chúng nó đâu mà sợ. Mày có biết mày nói với tao cái này bao lần rồi không? Tao rất ức chế nên hôm nay phải đến tận nhà để tìm mày. Mày có dạo? Anh, Hà Tĩnh, cứ Hà Tĩnh, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết. Rốt cuộc mày là thằng nào? Sao cứ chó mơ ở chỗ của tao? Hả? Anh vẫn ý định sắp được cả châu lực nghe rồi. Tao là chồng của cô ấy. Hả? Sao tự tin thế? Mày nói láo. Có ông nói láo. Tôi là chồng của cô ấy.
có phải không em? Mà thôi, em không cần phải trả lời, để anh xử lý. Chẳng có lẽ mình lại nhầm sao? Em yên tâm, anh sẽ cứu em vụ này, không việc gì phải sợ. Thôi, mày là chồng nó đúng không? Đúng, đúng. Vậy mày giả tiền cho nó đi. Bao nhiêu? Ô, ông nói đi, tôi giả. Tôi thiếu gì tiền? Mỗi tội là tiền hàng. Con này, nói đi. Kìa anh, đây là chuyện của tôi, cứ để tôi giải quyết. Em cứ để đấy, anh sẽ giả cho em. Em nói đi, bao nhiêu? Thực ra thì em vay có 10 triệu thôi. Nghỉ giải có 10 triệu thì đơn giản. Nhưng mà tiền lãi bây giờ chắc cộng dồn cũng tầm 30 triệu rồi anh ạ. Kìa anh sao thế? Hả? Anh tỉnh dậy đi còn làm chó nữa chứ. Đúng rồi, quyền mất mục đích chính. Em nhớ rồi, cho anh làm chó của em nhé. Thế nào, có đủ bản lĩnh để trả nợ cho nó không? Tôi nói ông biết này, dù hôm nay có phải ứng hết tiền hàng của khách ra, tôi cũng sẽ giả cho cô ấy. Mang tên Nhung đúng không nhỉ? Tôi cũng sẽ giả cho cô Nhung, vợ tôi. Được, vậy thì đếm tiền đi. Kìa anh, đừng làm thế với tôi. Tôi không biết lấy gì để đền đáp cho anh đâu. Em yên tâm, em chỉ cần cho anh làm chó của em là được rồi. Người đâu mà lạ thế? Người không thích làm, thích làm chó. Anh đã nói với em rồi, làm chó nó có cái hay của làm chó. Thôi được rồi, nợ thì cũng giả xong rồi. Tôi đi về, chào hai vợ chồng nhá. Vâng, anh lại nhà. Chồng Nhung. Dạ. Sáng giờ nhận được gói hàng rồi chưa? Ô, gói hàng nào nhỉ? Đi, quá hàng đấy, quá hàng đấy. Thằng này, tao cho mày cơ hội cuối cùng. Mày là thế nào với cô ấy? Tôi nói từ sáng đến giờ rồi, tôi là chồng của cô ấy. Tiền nong thì cũng đã giả xong rồi, bây giờ hay là ông định làm chồng của cô ấy? Này, tôi nói này, một nhà không bao giờ có thể có được hai chồng. Không biết chưa, được chưa? Mày làm gì? Nước dãi mày tung tuê cả lên. Ngồi xuống. Được ra. Mày cơ với ai? À, dạ không. Ý em nghĩa là chỉ thôi, mình em làm chó được thôi chứ anh không làm được đâu. Tao nói cho mày biết, sáng nay tao đã sai đàn em đi giết chồng của nó và gửi xác về nhà. Ok anh Long, tại sao lại phải giết chồng em? Tại vì vợ chồng mày sống lỗi với đại ca tao. Không phải đâu anh ạ, không phải đâu. Đúng rồi, anh ngoan hiền mà, ngoan hiền. Còn này, khi tao đến đây, mày lại nhận là chồng của nó. Như thế có nghĩa là tao đã giết nhầm người. Nên bây giờ tao phải giết lại để cho đúng người đúng tội. Ui, anh cho em xin phép ý kiến lại. Em chỉ là phải giao hàng thôi anh ạ. Mày nói gì? Em chỉ là phải giao hàng thôi ạ. Giao hàng? Dạ vâng. Mày định nói dối để thoát chết à? Đó không, em nói thật, em thề. Bằng chứng đâu? Dạ đây ạ, thùng hàng đây ạ. Mở ra. Vâng. Thế nhưng mà anh ơi, trong này nó là cái gì đấy ạ? Xác của chồng nó chứ cái gì? Mở ra! Em không dám mở đâu. Cho dù hôm nay mày có không phải là chồng của nó thì tao cũng phải giết hai đứa chúng mày. Hai đứa chúng mày biết quá nhiều chuyện rồi. Anh đừng làm hại chị ấy, là cô ấy, là em ấy. Em xin anh ạ. Xin anh. Mình đi. Thôi thế. Thân gì đấy chị? Thân lâu bán. Hai đứa mày, nếu muốn sống thì một trong hai đứa không được làm người mà phải làm chó. Đứa nào? Làm chó à? Kìa anh, cơ hội đến rồi, thể hiện đi. Ý anh à, là mấy con trắng trắng với em bé cơ mà. Nhanh! Dạ vâng. Em làm. Nhanh! Thôi. Dừng lại! Dạ. Mày mà nói ra chuyện này, đừng có trách tao. Mày hết mấy cái thằng này. Cắn thế. Ôi giời, khăn lau ấy của ta, lau mặt. Hả? Ui.
này thì xấu thế. Không thế thì lấy ra được tiền, mà lại còn được thêm 2 triệu không? Ôi may quá. Hèn thế, vừa đỡ mất 2 triệu tiền cước là còn vướng cùng vào não. Chi khổ có thằng làm chó, đúng là ngu. Từ sau vợ chồng mình cứ thế nhá. Mà này, vứt ngay cái khăn đi nhá, khắm quá rồi. Biết rồi, mai mua khăn mới, vừa đỡ được 2 triệu cơ mà.